Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nerdia. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với dự án Goros. Đối với dự án này thì các bạn sẽ cùng với mình tham gia với các bước như sau. Tham gia vào dự án thì trước tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái ví xui nhé. Các bạn có thể dùng ví xui wallet, các bạn copy phần và địa chỉ ví cho mình nhé. Ở đây thì các bạn sẽ copy và có lẽ là chúng ta sẽ chuyển luôn sang mạng Testnet trước. Bây giờ mình sẽ chuyển từ ấn biểu tượng mình đăng này, ấn vào mainnet này. Ở đây các bạn chọn là phần sang phần Testnet cho mình nhé. Testnet chứ không phải Testnet, anh em lưu ý nhé. Vẫn là copy phần địa chỉ thôi. Và đây thì các bạn sẽ mở vào cái link folder, chúng ta paste cái địa chỉ ví chúng ta vào đây và ấn vào Zipper. Thì các bạn sẽ chờ đợi khoảng 15 giây nhé. 15 giây sau thì nó sẽ gửi cho ta một cái đồng coin Testnet. Thì anh em thấy nó cũng khá là nhanh đúng không? Khá nhanh, nó gửi cho Testnet cho mình này. Activity đây các bạn vừa thấy này. Gửi rất nhanh. Chắc chỉ được một xu thôi nhỉ. Giới hạn 24 giờ một phát thôi, một nháy 24 giờ thôi. Đó, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với link tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải staking, các bạn kết nối ví Sui Wallet cho mình đã. Collect nè. Get thì chúng ta get rồi đúng không? Đây thì các bạn sẽ mua một ít thôi. Chắc là mình sẽ mua 0.3 đi. Đây còn để xui làm phí nữa đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ có một cái quá trình swap từ xui sang bên kia. Và đây chúng ta có mấy cái pool stake này, các bạn có thể stake khoảng 1 2 pool đi. Đây mình sẽ stake 0.1 vào trong cái pool đầu tiên. Ôi giời, min nó là một vua. Mình stake là một vua anh em ạ. Như vậy là chúng ta thiếu rồi. Mình sẽ đi kiếm thêm trang internet. Đây vừa rồi tìm được thêm hai cái phone nữa. Thôi cố gắng. Hy vọng là được nhé. Pet 2, pet vào cái phone này rồi. Xin. Đây. Khả năng là xin cái GitHub này. Bên này có một cái phâu khác này. Có captcha, sẽ biết được. Rồi. Nỗi RPC. Ui, nhà cô đơn có người. Có thể là do mình có rồi, này không phâu được. Nữa. Không có đủ một coin thì cũng không được. Hơi khoai đúng không? Rồi không sao cả, không sao. Ở đây thì chúng ta sẽ thử với mấy cái staking ở phía dưới nữa. 0.2 min là một thua. Ở đây mình có một cái mẹo cho anh em nhé, các bạn có thể dùng VPN nhé, vẫn dùng ví này vẫn claim được hai phát hai nhát liền nhé, 2, 3 nhát, 4, 5 nhát vẫn được, chỉ cần thay đổi cái này thôi, IP đi nhá. Mỗi IP thì chỉ cần lên một lần thôi. Vậy các bạn có thể là thay đổi IP đi. Bây giờ thì có thể là thoải mái swap, thoải mái stake rồi. À, bây giờ mình sẽ exchange thêm thêm ít gold nữa. Rồi, chờ thử. Khóa nó khoai. Đây, chúng ta sẽ stake vào đây nhá. Stake vào đây là 1.1 đây. Rồi. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ upload blob nhé. Chúng ta sẽ tiến hành chọn một cái tệp. Ở đây thì ví dụ mình upload cái hình ảnh em gái đang cầm cái bracelet này. Và bây giờ chúng ta sẽ ấn vào upload này. Ui. Nó đang hỏi rằng linh có chính xác không rồi. Đây. Để tạo một cái tệp lên. Max là 10 mega. Rồi rồi rồi, giờ thì được này. Max là 10. Không được. Mình xem nào. Thử nhé, thử lại này. Thử cái logo của mình xem nào. Cái này nó bé hơn. Có thể là hình em gái kia là hơi nhiều điểm ảnh.
vẫn không được, thì mình xem nhé. Cái này nó toàn bị lỗi anh em ạ, nó toàn lỗi, mình cố gắng mình thử mà không được, rất là khó. Đấy, ở đây thì người ta cả trách được cả cái này cơ, nhưng mà sao nó toàn lỗi không vậy? Input này. Những người khác người ta làm được, sao mình không làm được nhỉ? Mình thử một cái hình nữa nè, thử một cái hình nhé, kiếm đâu ra một cái hình nhỉ? Upload thử thử một cái hình rất nhỏ của cái logo nhé, logo của người khác xem nào. Upload trên này mình toàn bị lỗi không. Cường độ khi tải lên và điều khiển trình duyệt và đảm bảo URL chính xác. Thôi cái này thì cứ bỏ qua nhé, nhiệm vụ này cứ bỏ qua. Còn có một cái nhiệm vụ là min cái planet này, đây có cái nút kết nối ví này, các bạn kết nối ví Subonit vào người ta min nữa nhé. Thôi cái nào làm được người ta min, cái này cái nào làm được người ta làm, còn cái nào mà chúng ta chưa làm được người ta sẽ tính sau. Này chúng ta đã min, có vẻ là min thành công rồi đấy anh em. Chúng ta có thể là kiểm tra ở trong cái phần asset này, các bạn sẽ thấy được đây này là nó nhé, đây này chính là cái phần lag đấy. Này thì hơi khoai nhỉ. Chỉ có mỗi cái này là không lên được, cố gắng đủ cách mà không sao lên được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ khác, đó là cái bạn sẽ làm vụ gassi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thêm cho mình cái ví địa chỉ ví xui vào next này. Ở đây thì các bạn sẽ tìm cho mình cái network nhé, các bạn chọn xui này và các bạn chọn ví xui s nhé. Các bạn sẽ có một cái thao tác là liên kết. Nó đẩy ra quan tâm rồi. Xui này. Rồi để mình tắt cái phân tầm đi nhé. Thằng phân tầm này nó cứ đẩy đẩy vào hoài lắm. Quản lý tiện đi. Đây, nếu mà có thì các bạn cứ, nếu mà bảo lỗi thì các bạn cứ tắt đi. Xui này, xui này. Ngoài đấy. Đây, chọn ví xui này. Rất khoai. Làm sao để mà liên kết ở đây, đôi khi là cái liên kết nó cũng là cái khó đấy anh em ạ. Rồi, để mình cố gắng thử. Là cao setting. Cộng. Nice. Xui. Xui vô lít. Đây rồi. Cuối cùng thì xui cũng đã vào rồi này. Đấy, các bạn có thể tắt phantom đi, các bạn cố gắng thao tác nhé. Rồi, liên kết thành công là ổn. No scene. Rồi, đã thêm được cái ví xui vào nhé. Rồi có vẻ là xui thì bị xui thêm được rồi này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ, ở đây có một cái nhiệm vụ với dự án này nhé. Nó đang có một cái test nhiệm vụ. Chúng ta có thể ấn vào đây để chúng ta read nhé. Read thì chúng ta cũng sẽ để lại một vài giây. Rồi chúng ta sẽ VinFast này.
Tiếp theo này mình sẽ mở hết mấy cái nhiệm vụ mở web ra nhé. Đáp án quýt thì mình cũng có rồi đúng không ạ? Giờ thì roi roi phải chúng ta lấy rốt nha. Đây cái này thì chắc mở sang bên kia. Đây các bạn này, chúng ta sẽ tích vào đây này, chúng ta gọi chữ gem này. Ok, mấy cái nhiệm vụ chúng ta mở web thì bây giờ các bạn có thể xác minh nhé. Test. Đây, xác minh. Ôi vãi. Nó hơi bị lạc trôi, nó hơi bị nhầm một chút. Mình sẽ reload lại trang nhé. Mình đã trả lời quýt đâu. Rồi ok, chúng ta sẽ mở đến tiếp tục nhiệm vụ quét. Đó, follow với Twitter cái này dễ, bạn cũng làm luôn. Rồi ok, đã follow thành công nhé. Rồi, đây web này. Web này thì nãy chúng ta cũng đã biết rồi. Rồi ok. Read, read, có một cái phần read này nữa chúng ta cũng sẽ mở ra luôn. Read thì cũng chẳng cần phải đọc gì đâu. Rồi, web này. Xác nhận cái web đây. Ember root này. Xong nhé, follow rồi. Rồi follow xong rồi, chưa nhận này, cái thằng follow luôn chưa nhận này, quit quit hôm nay Cassie bị lỗi rồi, quit chưa làm nó đã hiện rồi, rồi thôi cứ kệ thôi, thì vẫn để đáp án cho anh em nhé để chúng ta làm nhé, ngay lỗi. Rồi đây mình đã follow rồi này. Này bị lỗi. Đáp án quýt được các sếp nhé. B, C, B, A nhé. Cứ thế mà làm nhé. B, C, B, A. Giờ thì cũng chưa chưa quýt được tí nào nhưng mà thôi tính sau. Này nó hơi đổi tí anh em ạ. Đấy. Rồi có vậy thôi, tạm thời thì tất cả các bước chúng ta làm như vậy mình sẽ hướng dẫn bằng bài đăng cho anh em để chúng ta tiện chúng ta theo dõi nhé. Có thể một số cái nhiệm vụ thì nó đang bị lỗi như nhiệm vụ upload cái blow này ấy, thì có thể nó bị lỗi thì chúng ta sẽ xử lý sau. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến anh em video hướng dẫn, cảm ơn em theo dõi video và xin chào bạn giờ tiếp theo.